Xin chào mọi người. Cái video tuần trước thì nói thật là bản thân mình cũng không muốn xem lại. Vì cái tuần đấy là mình muốn thử làm một cái video theo kiểu nó hơi mới một tí, nhưng mà nó không thành công cho lắm. Bản thân mình thấy là video đấy nó không hấp dẫn. Nên là hôm nay thì Tài Biết Công Nghệ sẽ cố gắng hơn và rất mong anh em ủng hộ. Không nói nhiều, vào video luôn nha. Ok, chủ đề của ngày hôm nay này, cũng gần tháng 9 rồi đúng không? Thì năm 2020 của mọi người như nào rồi? Chắc là sẽ khó khăn hơn những năm trước rồi đúng không? Tất cả mọi thứ từ đi học, đi làm ăn, kinh doanh, tất cả mọi thứ đều có những cái sự thay đổi rất là lớn so với trước, và phần lớn là theo những cái chiều hướng nó không được tích cực. Thì câu chuyện ở đây là các công ty công nghệ ấy, thì người ta không thế, mà chính xác hơn là đối với họ thì gần như tất cả mọi thứ thì nó xảy ra theo một cái chiều hoàn toàn ngược lại. Trong khi năm 2019 thì làm sao, thì họ phải oằn mình ra, họ chống đỡ, họ phòng ngự và họ cố gắng thể hiện mình như là những công ty trong sạch dưới hàng loạt những cái sự vụ điều trần. Thì năm 2020 với dịch bệnh lại mang đến cho các ông lớn ở thung lũng Silicon những cơ hội ngàn năm có một để mở rộng quyền lực, đánh bại các đối thủ và thay đổi vị thế chính trị của bản thân, nghe kinh không? Cũng nói trước về năm 2019 một cách rất là ngắn gọn thôi này, thì chúng ta có những cái vấn đề liên quan đến data và chính sách quyền riêng tư của Facebook. Chúng ta có cáo buộc lợi dụng và sử dụng sai hệ điều hành Android, cũng như là sự nổi dậy của nhân viên xuất hiện ở bên trong Google. Còn Apple thì bị kiện gần như là liên tục rồi, như cơm bữa rồi, đến cái mức mà Apple bị kiện chúng ta không còn cảm thấy lạ lẫm hay là gì nữa cả. Tuy nhiên, sang đến năm 2020 này thì đầu năm mọi người cũng ngồi đoán ra đoán non tất cả các thứ, rằng là các công ty công nghệ sẽ bị ảnh hưởng như nào về dịch bệnh. Nhưng mà sau khi 2/3 của năm đã trôi qua rồi thì mọi thứ đều diễn biến theo chiều ngược lại. Amazon và Facebook đã cung ứng ra những dịch vụ thiết yếu cho cộng đồng mạng trong mùa lockdown, trong khi Google và Apple rất tích cực trong việc xây dựng những công cụ giúp và kiểm soát dịch Covid-19. Các vụ kiện hay là các mâu thuẫn cũng không đạt được mức độ căng thẳng như năm ngoái, vì theo như The Washington Post thì công việc của các nhà làm luật và luật sư cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Tất nhiên là trừ cái vụ Epic kiện Apple mà tuần trước mình nói cho mọi người ấy, đấy, cái vụ con kiến kiện củ khoai đấy. Nói chung là tất cả những cái trường hợp khác, tất cả những cái vụ kiện khác, tất cả những cái cáo buộc khác đều bị chậm lại mọi thứ. Đơn cử như là cái luật bảo mật mới ở California, một cái điều luật có thể gây hại lên các công ty công nghệ ấy, thì nó đã phải đối mặt với cái làn sóng kêu gọi là rời lịch có hiệu lực, vì các công ty không thể kịp để chuẩn bị cho cái việc là tuân thủ cái luật này vào tháng 7 năm 2020 được. Trong một diễn biến tương tự, trong khi nền kinh tế toàn cầu đã phải đối mặt với nguy cơ thất nghiệp và thu nhỏ về mặt quy mô lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây, thì các công ty công nghệ có thể thu lợi từ sự thay đổi trong cách mọi người làm việc, mua hàng và giải trí. Khi mọi thứ dịch chuyển theo chiều hướng online nhiều hơn, cầu của các thiết bị cũng tất nhiên là sẽ lên cao hơn rồi. Hệ quả kéo theo đó là giá cổ phiếu của Amazon và Microsoft được duy trì ở mức cao. Thậm chí là vào khoảng quý 2, giá cổ phiếu của họ tăng mạnh và gần như ghi nhận những kỷ lục mới. Facebook lại phát triển theo một chiều hướng khác, khi mà nhanh tay thu về cho mình những nhân lực có tài trên thị trường lao động và đã có thêm hàng chục nghìn nhân viên mới chỉ sau vài tháng đầu năm. Một túi tiền dày đã giúp cho những công ty công nghệ này có thể chống chọi tốt với sự suy thoái kinh tế xảy ra trên diện rộng. Và điều này thì hoàn toàn trái ngược với những cái dự đoán kể từ đầu năm của những chuyên gia trong ngành, khi họ cho rằng diễn biến của năm 2020 có thể mang đến những sự thay đổi to lớn theo chiều hướng không tích cực đến toàn bộ ngành công nghiệp. Không chỉ trong năm nay mà là còn trong những cái năm tới nữa cơ. Điều này cho thấy những công ty công nghệ ở mức trung bình trở lên đều có thể sống sót được. Nhưng các startup sụp đổ ấy, nó là một cái điều rất là dễ hiểu, bởi vì họ không có tiền để duy trì. Hóa ra là những cái diễn biến xấu lại cho phép các công ty lớn áp dụng tốt hơn những chính sách của thập kỷ trước, đó là chiêu dụ hiền tài, copy hoặc mua lại luôn công nghệ của đối thủ và liên tục tạo ra những xu hướng mới thay vì để cho thị trường dậm chân tại chỗ. Theo chia sẻ của Eric Schmidt, cựu CEO của Google, các công ty càng có quy mô lớn thì càng dễ lấy lại được đà tăng trưởng, kể cả trong trường hợp có bất kỳ một điều gì không như ý xảy ra. Để dễ hình dung thì vị trí của các công ty trong năm 2020 nó vững chắc hơn nhiều so với chính họ của những cái cuộc khủng hoảng trước đây. Dotcom bùng nổ vào năm 2001, Amazon gần như phá sản khi mất tới 90% giá trị chỉ trong 2 năm để nhường đà tăng trưởng cho hàng loạt các startup mới nổi và thức thời hơn tận dụng nền tảng dotcom một cách tốt hơn. Vào cuộc đại khủng hoảng năm 2008, các công ty công nghệ cũng bị đánh phủ đầu như toàn bộ những công ty thuộc các ngành công nghiệp khác trên toàn cầu. Bằng chứng, giá trị của ExxonMobil, General Electric, Microsoft, AT&T và Procter & Gamble cộng lại với nhau chỉ là 1.000 tỷ đô la Mỹ vào thời điểm đấy thôi. 1,6 nghìn tỷ, đúng rồi, 1,6 nghìn tỷ, 5 công ty cộng lại. Còn vào bây giờ thì một mình Microsoft đã có giá trị là 1,3 nghìn tỷ đô rồi.
và con số này có thể là chưa dừng lại với trào lưu học và làm online. Ở chiều ngược lại, 250 startup về công nghệ trên toàn cầu đã phải bỏ rơi tới 30.000 nhân viên chỉ trong phạm vi tháng 3 và tháng 4, ngừng tuyển dụng lao động mới và chủ động làm giảm giá trị vốn hóa của mình với hy vọng thu hút được thêm các nguồn đầu tư từ bên ngoài. Kể cả Bird, một startup đã từng kêu gọi được đến hàng trăm triệu đô đầu tư, cũng đã phải cắt giảm nhân sự chỉ qua một cuộc gọi Zoom để công ty có thể tồn tại bằng cách này hoặc cách khác đến năm 2021. Yelp, một công ty review các cửa hàng, quán ăn hay là công ty, thậm chí phải đối mặt với những nguy cơ ở mức độ cao hơn. Họ vốn là đã khó khăn ngay trước dịch bệnh rồi, khi mà phải phàn nàn rằng Google copy ý tưởng và dịch vụ của họ, sau đó định hướng các thuật toán để Yelp không còn xuất hiện trên các kết quả tìm kiếm đầu tiên ở trên Google. Dịch bệnh đến và Yelp phải chia tay 2.000 nhân công, chiếm tới 1/3 tổng số lao động mà họ có. Google thì có nhiều doanh thu từ nhiều nguồn và trữ lượng tiền mặt lớn hơn, đương nhiên rồi. Yelp thì chỉ thu tiền về từ việc nói rằng là salon này ra làm sao, cái gym kia nó như nào. Giữa dịch bệnh thì họ phải chứng kiến ngành review doanh nghiệp sụt giảm 73% về nhu cầu. Trong khi đấy thì Eventbrite cũng đã phải chia tay gần một nửa số nhân viên khi các sự kiện online bùng nổ, chẳng có đất nào để sống cho những công ty tổ chức sự kiện ăn tiền bán vé như họ cả. Chừng đó là quá đủ để thấy sự chênh lệch trong thời điểm này về mặt lợi ích giữa một công ty lớn và một công ty nhỏ. Nhìn ở một cái góc nhìn khác ấy, thì có thể thấy cái việc là các startup dần rời bỏ cuộc chơi đã biến các công ty lớn thành những nhà tuyển dụng đã lớn mà lại còn gần như là duy nhất, khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Ví dụ như với trường hợp của Eventbrite mình vừa mới nói ở trên, sau khi rời công ty này thì một số nhân viên đã đầu quân cho Facebook. Lại nói về Google và Facebook một tí thì doanh số của Google có phần nào sụt giảm vì những doanh thu từ du lịch, giải trí và ngành công nghiệp bán lẻ sụt giảm rất mạnh. Tuy nhiên so với những gì họ thu lại thì điều đó lại không quá đáng kể khi mà dịch bệnh đã thực sự là mở ra cho họ những con đường mới. Như đã nói ở trên thì mọi điều trần về sự lạm quyền hay là các vấn đề về bảo mật đều đã được tiến hành một cách chậm lại, trong khi chính chính phủ Mỹ phải thuê những công ty này để cung cấp những cái dịch vụ cho cộng đồng. Trong khi đó thì Facebook lại hưởng lợi từ chính những cái nền tảng Messenger hay là Livestream mà họ phát triển, lại còn có thêm chất xám từ Eventbrite cũng như là một loạt các nhân công đến từ các công ty khác nữa. Và well, ý chính của video này thì mình đã nói đủ rồi và hôm nay mình sẽ không nói dài thêm nữa. Chúng ta thấy được các công ty công nghệ lớn có được vị thế vững chắc như thế nào khi mà đến cả một mùa dịch như thế này mà họ vẫn có thể có đủ nguồn lực để thu về những lợi ích. Apple vẫn quá thừa tiền để duy trì R&D dù có đến 2 mùa dịch nữa. Google, Facebook và Amazon lại thu lợi từ dịch vụ và nhân công. Ông chủ của Amazon thì giàu như nào anh em cũng đã biết rồi, bây giờ lên Google search phát là ra luôn. Còn quay trở lại mặt đất và quay trở lại Việt Nam, rất mong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia vừa qua đã đem lại những cái kết quả tốt cho những em tham gia kỳ thi và rất là hy vọng việc làm ăn của những cái anh em đã ra trường đi làm nó bớt bi đát khi mà tình hình dịch ở Hà Nội nó cũng đã êm xuôi phần nào rồi. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người, và 8bit công nghệ sẽ còn hẹn gặp lại mọi người ở trong những tuần sau. Bye.